hello cho tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ thử rất là nhiều mẫu xe nha. Đây, đầu tiên là một chiếc siêu xe Bugatti nha các bạn. Đây rất là đẹp đó nha. Đây, gặp lên gặp xuống. Lần đầu đó nha. Động sáng từ này. Yeah, thấy chưa? Quá đẹp nha các bạn. Ok. Theo là một chiếc gì đây? Wow, Mercedes. Cửa sáu má nha. Cô phía sau nha. Rồi, ở đây là một chiếc xe cứu hỏa này. Đây là đẹp luôn nha. Ở đây có cái thang này. Tính chi tiết nha mà. Đây là một cái bo để phục được xả chiếc đường. Xoay được luôn. Ok, đây này có đèn báo nha. Đây, mình khởi động xe thử nha. Đây là động cơ này. Đây là động cơ của xăng này. Yeah. Ok rồi. Xe cuối cùng là một chiếc siêu xe tẹt ra nha. Đây. Wow. Đẹp nha. Mở cửa này. Yeah. Yeah, wow, và cái cửa mới nha. Đấy. Cửa siêu xe nha. Bye bye các bạn luôn nha. Yeah. Bye bye.